Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm 2021 tăng 0,32% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm 2021, CPI tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng hơn so với tháng trước là do giá xăng dầu, giá ga tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Các địa phương dần trở lại trạng thái bình thường mới khiến giá hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng. Có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng như nhà ở, vật liệu xây dựng, may mặc, văn hóa, giải trí, du lịch. Trong đó, nhóm giao thông có mức tăng cao nhất với 3,11%. Hai nhóm hàng có chỉ số giá giảm là nhóm giáo dục giảm 0,92%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,17%. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11 tăng 2,65% so với tháng trước, bình quân 11 tháng năm 2021 tăng 9,39%. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 giảm 0,21%, bình quân 11 tháng năm 2021 giảm 1%. Lạm phát cơ bản tháng 11 tăng 0,11% so với tháng trước, tính chung 11 tháng tăng 0,82%. Thưa quý vị, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ triển khai từ tháng 8 năm 2021. Mới đây, lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp đầu tiên được chương trình hỗ trợ chuyên sâu đã được công bố. Chuyển đổi số của doanh nghiệp được phát thảo với lộ trình giải pháp cụ thể. Tới năm 2025, doanh nghiệp này sẽ hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chuyên gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác định 3 nhóm vấn đề doanh nghiệp cần ưu tiên là chuẩn hóa, tối ưu quy trình và chuyển đổi số các quy trình sản xuất, tăng trưởng doanh thu, mở rộng tập khách hàng, thị trường, thay đổi mô hình kinh doanh. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc để tiến những cái bước đầu tiên cũng như là những cái bước cụ thể để đạt được những cái chuyện chuyển đổi số thực sự trong một cái doanh nghiệp. Và có rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể tăng năng suất lao động cũng như tăng cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nếu thực sự cái chuyển đổi số này thành công. Theo kế hoạch, chương trình sẽ hỗ trợ chuyên sâu cho tối thiểu 100 doanh nghiệp trở thành các điển hình thành công về chuyển đổi số, từ đó làm mẫu tạo sự lan tỏa tới các doanh nghiệp khác